Chào ơi. Chào cô bác với anh chị, chào cả nhà. À Dương. Chào cô bác với anh chị. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Và hôm nay là một buổi trưa và Bùi Hồ với lại cùng gia đình anh Sang ngồi ở dưới một cái mái dừa như thế này. Những cái hàng dừa này là do anh Sang trồng nè cô bác quý anh chị. Và hôm nay là cùng tụ họp ngồi ở đây cùng thưởng thức một cái món đặc sản của miền Tây, đó là bánh dừa đó. Thì mới vừa ăn xong thì hôm nay thì ở đây thì muốn nói với cô bác, chia sẻ với cô bác quý anh chị là hôm nay thì Bùi Hồ mời với anh Sang để cùng tạo một cái kênh mới để quay về một những cái cảnh đặc biệt nhất của miền Tây nè, rồi quay về những bữa ăn chiều quê hương cùng với gia đình anh Sang. Đó là kênh gì anh có thể nói cho em nghe thôi? Kênh miền, kênh gì? Kênh miền sông, kênh miền sông nước. Sông nước. À bây giờ thì chắc có lẽ là trước khi mà làm một cái kênh như vậy đó thì mình phải đọc. À bây giờ nãy em có đọc rồi, bây giờ mình thử nói thử coi. Chào ơi. Chào cô bác với anh chị, chào cả nhà. À Dương. Chào cô bác với anh chị. Ừ. Tân. Chào cô bác. À Lý. Xin chào cô bác. Ừ. Kính thưa cô bác của anh chị, mục đích của làm kênh này, thứ nhất là Bùi Hồ muốn ghi lại những cái khoảnh khắc dân dã nhất của miền Tây, những cái món ăn bình dị của người miền Tây. Thứ hai là Bùi Hồ muốn thường xuyên giao tiếp với các bé, tập cho Trân nè, Lý nè có giao tiếp với những người lạ. Tại vì nhà ở giữa đồng của cô bác của anh chị, các bé thì rất là ít tiếp xúc với người lạ nên còn gục ghè, cũng như là anh Sang nè đó, còn rất là còn ngôn ngữ thì còn rất là hạn chế, nên Bùi Hồ muốn vô đây cũng như là làm quen với các bé. Cái thứ hai và cái thứ ba, khi làm kênh sông nước này á, nấu ăn thì Bùi Hồ trong thời gian mà như ông Sáu nói 3 năm thì Bùi Hồ sẽ hỗ trợ cho anh cái phần gạo hàng tháng ha. Yeah. Em sẽ hỗ trợ cho anh gạo, với lại mỗi lần vô quay rồi em sẽ mua đồ ăn gia đình mình cùng ăn cho nó vui ha. Dạ. Yeah. Và một cái clip ngắn này thôi, mong cô bác quý anh chị ủng hộ kênh Miền Sông Nước của Bùi Hồ ở kênh thứ hai. Và cái đường link của kênh Bùi Hồ được đặt ở dưới phần bình luận. Và Bùi Hồ tab cộng chia sẻ cộng đồng qua kênh Facebook Bùi Hồ TV này. Mong cô bác quý anh chị xem và ủng hộ Bùi Hồ để cập nhật cái tình hình mới nhất của gia đình anh Sang, cũng như những bữa ăn dân dã nhất đối với anh Sang. Rồi anh chịu không anh Sang? Dạ chịu. Nhiều không? Nhiều. Hay là anh này miễn cưỡng hay là chịu? Chịu. Em gợi ý vậy được không? Dạ được. Dương con chịu không? Dạ chịu. Trân con chịu không? Dạ chịu. Thiệt không? Dạ thiệt. Nói thử cái này chịu thiệt không? Dạ. Ví dụ như con anh thì thường mời khán giả ăn món gì? Mời khán giả nấu canh cá lóc, nấu canh chua. À rồi món gì nữa ta? Cá khô quẹt. À, có gì ăn đó, rau luộc ha. Dạ. Yeah. Rồi thôi bây giờ mình chào đi. Bây giờ mình chào cô bác quý anh chị rồi. Bây giờ mình sẽ chào đi. Bây giờ anh Sang chào trước nè. Chào cô bác với anh chị. Ừ. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại clip sau. Dương. Chào cô bác quý anh chị, hẹn lại clip sau. Ừ. Chào cô bác quý anh chị, hẹn ở clip sau. Trân. Chào cô bác đi con. Con chào cô bác thôi, khỏi quý anh chị ha. Rồi, xin chào cô bác và hẹn gặp lại ở video clip sau, clip ngắn này chỉ vậy thôi. Mong cô bác quý anh chị đồng hành cùng kênh thứ hai của Bùi Hồ, đó là kênh Miền Sông Nước. Bùi Hồ sẽ để ở dưới phần mô tả, phần bình luận. Mong cô bác quý anh chị bấm vô và xem và nhớ đăng ký kênh cũng như like chia sẻ cho Bùi Hồ và gia đình anh Sang có thêm động lực để làm clip mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào. Rồi, xong. Bây giờ chuẩn bị ăn cái món này với cả nhà gia đình anh Sang thôi.